Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Chắc có lẽ khi anh chị đầu tư cái quỹ cổ phiếu Techcom Top 30 TCEF tại Techcom Security thì anh chị và các bạn sẽ đang phân vân rất là lớn tới cái kết quả đầu tư, cái hiệu quả đầu tư rồi cái danh mục đầu tư tại cái quỹ này. Tôi sẽ chia sẻ và phân tích cho các anh chị trên một cái góc nhìn của một nhà đầu tư về cái quỹ này. Tôi đứng dựa trên một cái sự khách quan thôi để anh chị và các bạn dễ hình dung. Còn nếu anh chị có thể đầu tư hay không đầu tư, cái đấy là việc quyết định là của anh chị. Tôi không có những cái lời khuyên là anh chị có nên đầu tư hay không. Tôi chia sẻ ở đây là cái góc nhìn để giúp anh chị dễ hiểu hơn thôi. Thứ nhất là tôi sẽ chia sẻ về cái kết quả đầu tư. Hiện tại ở trong cái danh mục của quỹ TCF thì anh chị có thể thấy cái bảng đó chính là cái bảng kết quả đầu tư. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái thời gian đầu tư, đây là các mốc thời gian này, trên đầu này. Thứ hai là cái NAV chia cho chứng chỉ quỹ, tức là ở đây chúng ta sẽ hiểu là gì giá của chứng chỉ quỹ đó, và dưới này là cột lãi phần trăm. Tôi đã tính ra một cái bảng lại như thế này thì tôi sẽ hình dung ấy, chút nữa tôi sẽ minh họa cho các anh chị. Nhưng mà tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái thông tin cơ bản ở đây: cái giá NAV chính trừ quỹ này của cái ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 này thì chính là các cái giá cổ phiếu của cái ngày hôm trước, tức là ngày mùng 2 tháng 2 được tính. Và tôi có một cái video chia sẻ rõ cái cách tính giá trị NAV chia cho chứng chỉ quỹ, thì để anh chị có thể tham khảo ở cái video mà tôi có đính kèm ở đây để anh chị xem nhé. Anh chị có thể tính lại. Nhưng mà tuy nhiên thì về mặt nguyên tắc nó là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả lợi nhuận. Cái mức độ là gì? Một tuần thì là âm 4.2, một tháng là lãi 1.44%, 3 tháng thì lãi 15.35%, 6 tháng thì lãi 36.54%, và 1 năm thì lãi là 17.6%, 2 năm thì lãi là 19.16%, và nếu mà đầu tư 3 năm thì lỗ 11.84%. Tức là ở đây chúng ta sẽ hiểu như nào, tức là ông nào mà ông đầu tư 3 năm trước là ông bị lỗ đấy. Thế thì chúng ta là hiểu là như thế nào gọi là lỗ, đúng không ạ? Lỗ như thế nào, lãi như thế nào, cách tính cụ thể như thế nào để cho chúng ta dễ hiểu, đúng không ạ? Tôi sẽ minh họa ở cái file Excel này nhá, để anh chị dễ hiểu này. Tôi đã tính lại cái bảng này nó giống y hệt như thế thôi, và để tôi minh họa lại cho anh chị dễ hiểu. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi, sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Techcom Security thì họ để 1 năm, 1 tuần, rồi 1 tháng, rồi 6 tháng, 3 tháng, nó cũng hơi là phức tạp ấy. Thì tôi quy ra theo ngày đi. Theo ngày. Thì lưu ý là có cái ngày mùng 3 ấy, thì có thể là nó sẽ rơi vào cái ngày chủ nhật nhá. Ví dụ cái ngày của năm 2019 này, 2018 này, tuy nhiên tôi cứ để đây để cho nó dễ nhìn. Còn cái giá này, cái giá để tính là nó sẽ rơi vào các cái giá mà giao dịch cổ phiếu vào những cái ngày trước đó. Thế thì cái giá trị NAV chia chứng chỉ quỹ ở đây, tức là nếu mà anh chị mua vào ngày 3 tháng 2 thì nó sẽ là cái giá này. Nếu anh chị mua vào ngày 23 tháng 2 thì nó sẽ là giá này. Nếu anh chị mua vào ngày mùng 3 tháng 1 thì nó là giá này. Mùng 3 tháng 11 thì là giá này. Mùng 3 tháng 8 thì là giá này. Mùng 3 tháng 2 năm 2020 thì là giá này. Mùng 3 tháng 2 năm 2019 là giá này. Mùng 3 tháng 2 năm 2018 là giá này. Cái cách tính lợi nhuận thì nó rất đơn giản thôi, chúng ta lấy cái giá trị NAV tại thời điểm mà chúng ta mua này. Đấy, và chúng ta trừ đi cái NAV ngày hôm nay, nó sẽ ra là chênh lệch cái giá NAV trên chứng chỉ quỹ tại từng thời điểm. Và chúng ta lấy
cái chênh lệch này chia cho cái giá ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ra được cái tỷ lệ lãi như thế này. Và nó khớp với cái tỷ lệ lãi mà trên cái bảng tính của TCBS. Thì như vậy là gì? Nếu mà chúng ta đầu tư cách đây một tuần là chúng ta đang âm 4.2%. Đó, chúng ta đầu tư cách đây 3 năm là chúng ta đang âm 11.84%. Cái giá trị NAV tại thời điểm 3 năm trước đây là 17.000 cơ. Còn bây giờ là 15.000. Đó. Thì nhiều anh chị sẽ đặt ra câu hỏi, à, đầu tư chứng chỉ quỹ này trong vòng 3 năm trước thì chúng ta lỗ rồi. Tôi ví dụ như là tại cái thời điểm tại tại thời điểm ngày 3 tháng 2 năm 2018 mà anh chị đầu tư là bao nhiêu? 1 tỷ đi, phải không ạ? Chúng ta đầu tư 1 tỷ thì bây giờ đến tại thời điểm mùng 3 tháng 2 năm 2021, giá trị chứng chỉ quỹ của chúng ta chỉ còn lại là 881 triệu 578.732 đồng. Tức là chúng ta bị lỗ đúng không ạ? Bị lỗ. Người sẽ cho rằng ui đầu tư quỹ làm sao mà lãi được, đúng không ạ? Đấy, lỗ đấy đúng không ạ? Tất nhiên là khi chúng ta đầu tư vào chứng chỉ quỹ thì chúng ta phải hiểu rằng là đối với quỹ cổ phiếu thì nó sẽ lên xuống theo thị trường. Như vậy là nếu chúng ta đầu tư cùng một số tiền lớn vào một thời điểm thì rủi ro rất là cao, đúng không ạ? À, có thể là năm 2018 thì anh chị lỗ, nhưng năm 2019 thì lãi, năm 2020 cũng lãi. Đấy, thậm chí là trong vòng chúng ta vào ngày 3 tháng 8 năm 2020 thì đến bây giờ là chúng ta đang lãi tới 36.54%. Đó. Tuy nhiên thì cũng phải chia sẻ thật với anh chị là cái cách đầu tư như thế này thì nó cũng không khác gì chúng ta đầu tư cổ phiếu cả. Và chúng ta sẽ phải có một cái chiến lược đầu tư khác với quỹ. Thì đây tôi sẽ minh họa với anh chị là một cách thức đầu tư tích lũy. Tôi giả dụ như nếu anh chị vào tiền vào các cái thời điểm là các cái mốc thời gian như thế này. Chúng ta sẽ có một mốc, hai mốc, ba mốc, bốn mốc, năm mốc, sáu mốc, bảy mốc, tám mốc. Với 8 cái mốc thời gian này mà chúng ta vào tiền với 1 tỷ đầu tư thì sau 3 năm thì chúng ta có tổng giá trị tài sản là khoảng độ 1.248.641.287 đồng, và chúng ta lãi là khoảng độ 24.86% và bình quân 1 năm là 8.29%. Tức là với 1 tỷ này mình chia ra làm 7 lần vào tiền đó, thì mỗi một lần vào nó rơi vào khoảng độ từng này tiền 142.857.142 đồng. Thế thì ở đây là một cái ví dụ minh họa là, à, chúng ta vào tiền 7 lần thì chúng ta vẫn có lãi, đúng không ạ? Vẫn có lãi 8,29%. Và với các nhà đầu tư không có kiến thức nhiều thì chúng ta sẽ đầu tư tích lũy bỏ lợi hàng tháng như thế này. Ví dụ như tôi ví dụ như tháng 1 chúng ta vào 1 triệu, tháng 2 chúng ta vào 1 triệu, tháng 3 chúng ta vào 1 triệu. Và đến tháng 12 cũng thế. Và cái cách thức mà hiện tại TCBS họ cũng có cái chương trình là chúng ta có thể là đặt lệnh định kỳ này, anh chị thấy không? Đấy, cứ đặt lệnh hàng tháng thôi, chúng ta đầu tư ví dụ 1 triệu thì hệ thống nó tự trừ trên tài khoản anh chủ của anh chị. Rất là dễ. Và với cái cách thức đầu tư như này thì cái lợi nhuận dự kiến nó rơi vào khoảng độ 10%. Đấy là theo cam kết của TCBS có thể là làm được đó, và dựa trên cái dữ liệu quá khứ thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mức lợi nhuận khá là tốt để chúng ta đầu tư, đúng không ạ? À, như vậy là tôi vừa mới chia sẻ với anh chị và các bạn về cái hiệu quả đầu tư quỹ và cái cách thức mà chúng ta vào tiền để thực hiện là đầu tư quỹ TCF làm sao cho nó hiệu quả và lâu dài thì chúng ta để có lợi nhuận. Và đầu tư quỹ anh chị lưu ý là phải đầu tư dài hạn, phải từ 3 năm đến 5 năm thì chúng ta mới thấy được cái hiệu quả lợi nhuận của nó, và chúng ta đầu tư là đầu tư tích lũy bỏ lợi hàng tháng chứ không phải là chúng ta đầu tư một cục luôn, anh chị lưu ý nhá. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết cái video này, và nếu anh chị thấy hay thì có thể like và chia sẻ để cho nhiều người biết hơn nữa, giúp cho mọi người có thể là có những cái khoản tiền được kiếm lời lợi nhuận thật là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn nha.